một người thân của Thiên An đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình ảnh đáng yêu của bé Sôn. Thiên thần nhí 4 tháng tuổi có nước da trắng hồng và trong bụ bẩm, đáng yêu. Bé cũng sở hữu đôi mặt một mí và sống mũi giống bố. Ngắm nhìn bé Sôn, nhiều người tắm tắt khen nhóc tì sao y bản chính từ bố. Ở một số hình ảnh khác, bé Sôn được mẹ diện đồ sành điệu để chụp ảnh kỷ niệm với xì tai, quý cô sang cảnh nhưng vẫn còn ngái ngủ. Bé Sôn, con gái của Thiên An và Rắc. Trước đó, Thiên An tiết lộ bé Sôn trào đời hôm ngày 1 tháng 4 năm 2021. Sau hơn 20 ngày sinh con, cô và Rắc chấm dứt mối quan hệ do bất đồng quan điểm. Theo Thiên An, từ lúc cô mang thai, một số cô gái đã liên hệ nên cô mới hay biết mình bị lừa dối. Hopper 23 tuổi đau vì mình chọn nhầm người, nhưng đau hơn khi khiến con mình trở thành một đứa trẻ không có sự quan tâm của bố từ lúc cô mang thai cho đến lúc bé lọt lòng. Cô đã luôn nghĩ cho rắc, sợ bạn trai bận rộn, áp lực từ công việc, nhưng không thể ngờ rằng anh không có thời gian dành cho hai mẹ con, nhưng lại dành thời gian cho hai, ba cô gái khác. Tối ngày 10 tháng 8, sau nhiều ngày im lặng. Trắc lên tiếng thừa nhận có con với Thiên An và bày tỏ mong muốn được thực hiện trách nhiệm làm cha với bé Sôn. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng cách xin lỗi của Trắc chỉ mang tính đối phó, xoa dịu sự phẫn nộ của khán giả. Anh chỉ gửi lời xin lỗi công ty, đối tác, Phan mà không nói lời xin lỗi tới Thiên An và bé Sôn, hai người phải chịu nhiều thiệt thòi nhất thời gian qua. Chiều ngày 11 tháng 8, chắc tiếp tục bị tung bằng chứng không muốn cho Thiên An để tên con gái theo họ bố vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp. Tuy nhiên anh giữ im lặng trước mọi cáo buộc. Chắc và Thiên An khi còn thân thiết. Chưa ngày 15 tháng 8, nam ca sĩ bất ngờ khóa Facebook cá nhân mà không đưa ra bất kỳ thông báo nào. Nhiều khán giả cho rằng anh mệt mỏi, không chịu nổi áp lực dư luận nên muốn ở ẩn một thời gian để giải quyết sự việc. Tuy nhiên chiều tối cùng ngày, trang cá nhân của giọng ca sóng gió đã mở lại bình thường. Nhiều anti-fan liền để lại những bình luận cà khịa rắc, cho rằng anh nửa vời, không có chính kiến. Cherry Trần